chào tất cả các bạn. Em chào tên chị ạ. Các bạn ơi, có biết hai mẹ con mình đang ở đâu không? Đúng rồi. Ở đây là ở đâu Quỳnh Nhi? Đây là trường của cô Trang. Đây là trường tiểu học của cô Trang, nơi cô Trang đang dạy này. Và ngày hôm nay thì gia đình Hàng Nheo sẽ đến đây để làm một việc giúp cô Trang. Đấy là gì Quỳnh Nhi? Đấy là tổ chức sinh nhật của cô Trang. Đâu làm gì phải tổ chức sinh nhật đâu, mà là chúng ta sẽ đi đến đây để trang trí phòng học cho lớp của cô Trang nhá. Năm nay cô Trang sẽ chủ nhiệm là lớp 3. Lớp 3 các anh chị ơi, nên là chúng ta sẽ vào đây để vẽ cho đẹp đi. Đúng rồi. Hôm nay là ngày lễ nên là ở trường không có ai đi học hết. Các anh chị cũng nghỉ rồi. Ê Quỳnh Nhi ơi, trống trường nè. Trống trường để con trống ở lớp em. Nào để mẹ thử đánh nhá. Đùng 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 đùng. Mẹ sợ lắm, mẹ sợ đánh to là các anh chị đi học thì làm sao? Trống trường đẹp chưa? Đây, ở hai bên này người ta cũng vẽ hết đây này. Đẹp chưa? Này, tí nữa mình mà vẽ được đẹp như thế này nhở? Thì mình là họa sĩ rồi. Ở đây có một cái gương to thế. Hello. Là gì vậy chị? Không biết là phòng học của cô Trang. Ôi mẹ ơi. Đâu đây? Đây là mẹ. Mẹ hát cô giáo như mẹ Hiền. Đây rồi. Cô giáo như mẹ. Lớp 3A6. À lớp cô Trang là 3A5. Wow. Wow! Đây nè, ta-da! Phòng này phòng có to hơn lớp của Quỳnh Nhi không? Phòng to hơn. To hơn á, mẹ thấy là cũng được to mà. Không mới đâu. Con có cái chỗ như kia đâu mà. À, ở đây các em chị cũng để sách vở dưới gầm bàn giống của con này. Hôm nọ con mua được cái ấy chưa? Nhưng mà không đủ sức màu. Không đủ sức màu á, tại vì lớp em Quỳnh Nhi chỉ mua đồng một màu để cho đồng bộ thôi. Nhìn này Quỳnh Nhi ơi, trường học này 1, 2, 3, đây là còn có tivi luôn. Lớp em có không? Sao? Lớp em không có hả? À lớp em có máy chiếu đúng không? Ôi, phòng học bây giờ hiện đại rồi các bạn nhỉ. Làm gì á, ngày xưa mình có tivi như này mà xem đâu. Ô, có phải là mình xem đâu mà mình học hả? À, mình học à? Hình như ngày hôm nay chúng ta sẽ trang trí cái góc bên dưới này nè. Đó, cái bức tường ở bên dưới kia. Góc bên trên ai? Trên này là có sẵn như thế rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm việc nha. Ta da! Nhìn này các bạn ơi, ngày hôm qua mẹ Hằng với cô Trang đã thiết kế được một góc này. Đây chính là góc sinh nhật nè, Quỳnh Nhi thấy đẹp không? Đẹp, nhưng mà mẹ ơi, trên này cái gì ấy? Đấy là thời khóa biểu đây. Trời, quá biểu. Đấy, ngày em Quỳnh Nhi cũng sẽ có cái này. Hôm nào mẹ đi in ra, cô vừa gửi ở trên nhóm lớp rồi. Đây, mẹ đây ơi, chữ gì Quỳnh Nhi? Chữ H. Không, cả đây mà. Happy birthday. Ok, chữ happy birthday. Đây, chúng ta sẽ đưa xuống đây. Tên, tên, tên. Ôi, đẹp không? Như thế này, để như thế này có đẹp không các bạn ơi? Các anh chị ơi, đây là cô em làm này. Cô em làm này, đó. Đẹp không? Đẹp không? À, không biết là các bạn còn nhớ những cái bức tranh này không? Đúng rồi. Đây nè. Đây, những cái bức tranh này các bạn ơi. Đó. Đây là những bức tranh được làm ở trên kênh Hàng Nheo Official nè. Mẹ ơi, có một... Bây giờ mình mang về để mình phát lại cho lớp. Mẹ ơi, có một cái chưa khô. Đây với cả ở đây. Chưa khô á? Chưa. Đây. Ngày hôm qua hai chị em cũng ngồi làm những cái bức tranh như thế này. Mẹ em làm đây. Đấy, mẹ em làm đây. Có đẹp không đây anh chị ơi? Đây nữa. Rất là đẹp luôn, nhiều, quá là nhiều tranh luôn. Còn đây là ai làm Quỳnh Nhi? Đây là chú Văn làm. Chú Văn làm đây nè. Nhưng mà sao tôi chưa kín? Chưa kín à? Không sao, chú Văn bảo là chú Văn thích như thế này. Ok, đây các bạn ơi, mẹ Hằng đang vẽ đây này. Không biết là vẽ cái gì thì có thành công hay không chứ. Ý là vẽ mà thất bại là xong luôn đấy. Vẽ lên tường đây mà thất bại thì chắc chỉ có cách là sơn lại tường thôi. Đây, mình định vẽ cái bức tranh này nè. Đấy, đây là bức tranh của mẹ Hằng chuẩn bị vẽ nhá. Không biết là tí nó có giống cái bức tranh hay không. Không biết được. Quỳnh Nhi, con đang làm gì đấy? Con đang viết, à con vẽ. Con đang tô màu cái chữ này cho cô à? Vâng. Uầy, con tô đẹp thế. Vâng. Bên này là con tô đây à? Vâng, trời con tô ơi. Đẹp chứ.
cũng là con gái của bố, Hùng có khác không nhiều? Có con gái của mẹ với bố mà. Con gái của mẹ của bố không phải của bố Hùng không rồi ạ? Vâng. Ok, thế con cứ tô làm cho cô đi nha. Nhìn để này, bố ra xem con mẹ. Con tô mấy chỗ này luôn rồi. Đúng rồi, đẹp thật đấy. Tí nữa con tô thêm một chỗ này nữa, thêm một chữ nữa. Ok, để bố ra xem mẹ làm gì nhá. Vâng ạ. Các bạn ơi, nhìn này, bố Hùng với lại là chú Văn đã vừa dán xong những cái bức ảnh này rồi. Đây, những bức tranh mình cũng không nghĩ là những bức tranh được vẽ ở trên kênh Hàng Nhà Official có ngày lại được treo ở trong lớp học như thế này các bạn ạ. Đấy, tuy là không đẹp đâu nhưng mà vẫn được cô cha khen các bạn ơi. Mẹ ơi. Dạ. Con bảo con được ăn bim bim rồi. Ủy, bim bim ăn mua cho con đấy. Đấy là chú Văn mua. Này các bạn ơi, cái bức tranh này mình còn cả ngày xưa vẽ mình còn viết tên ở đây nữa luôn, không biết là có bạn nào đến đọc được cái này không biết là có nhận ra mình không đây. Còn bên này là bức tranh đoàn tàu mình vừa mới vẽ xong. Đó, chưa lên màu đâu nhưng mà các bạn thấy thế nào? Đây là một đoàn tàu. Đoàn tàu này gọi là đoàn tàu tri thức nha các bạn nha. Ở trên này mình còn vẽ thêm một số đại gọi là nội quy lớp học nữa. Đoàn kết, lễ phép, đúng giờ, trật tự, cẩn thận và giữ vệ sinh. Đấy, mẹ, dạ. Ở hát. Ok, đoạn này đang bị sót. Bây giờ thì nhiệm vụ quan trọng hơn đó chính là mặc áo cho cái bức tranh này nhá. Bên này còn một khúc nữa này, đó là khúc bên này là khúc sinh nhật. Chúng ta sẽ trang trí sinh nhật ở bên này. À, bố Hùng và chú Văn sẽ có nhiệm vụ là dán cái khúc sinh nhật này nữa nhá. Đây, có nhiều nước không? À. Đi vẽ tranh thôi nhưng mà cũng có nước ngọt với lại bim bim để ăn để uống đây này. Đúng không Quỳnh Nhi? Nhờ, hay là hai mẹ con mình cứ ăn no uống say xong rồi ngủ một giấc ở đây nhờ. Đó phải làm. Ơ, phải làm chứ. Đi đến đây để làm gì? Để ăn uống. Yeah, để làm gì? Làm với con ăn dư nhờ. Đúng rồi. Con vừa nãy con phải tu chân chân nhìn chân. Nhìn kìa, bố Hồng quay từ trên này xuống đẹp không? Đẹp. Đây, còn bao nhiêu này nữa là chưa mình chưa ý. Mình làm khi mình làm thì nó mới cân được các bạn ạ. Ăn bim bim ở bên này. Hôm nay em đứng đây em đóng giả làm giáo viên. Ok, thế chị Hằng làm giáo viên thế nào? Nhưng cả lớp trật tự. Nhưng mà em Quỳnh Nhi sao lại ăn bim bim trong giờ học hả? Lên đứng úp mặt vào bảng. Hằng. Nhưng mà giáo viên lại nhiều nước thế này. Ở hả? Làm gì có giáo viên nào mà có nhiều đồ ăn đồ uống ở trên đảng như thế này. Ok các bạn ơi, ăn uống rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xuống để tô màu nhá. Đúng rồi, mẹ tô trước, con tô sau. Ok, con đang mải ăn thôi. Đó là nhìn này, bố Hùng đang dán chữ Happy Birthday hả? Đây, đang dán đây. Mà vẫn chưa xong, mình đang dán cái khung trước. À, cái khung này các bạn ơi, cái khung này sẽ là những cái tương ứng với những cái tháng. Đây, chữ thì chúng mình đã chuẩn bị hết ở đây rồi. Đó. Bạn nào mà có sinh nhật vào tháng này thì sẽ dán ảnh vào đây nhá. Đó, cho cái này phải dán từng cái một để cho cân. Thế không thế có thôi thước. Hả? Không có thước nên ra phải dùng cái gậy này để đo. Đây. Bên này thì cô Trang với em Quỳnh Nhi đang tô màu đây rồi. Balloon nào cũng được. Ở đây thì có nhiều balloon này, con tô như nào con tô. Wow. Sắp có một đoàn tàu đẹp đẽ rồi. Đó. Nhìn đẹp ấy chứ. Đẹp con tô cái tàu này nè. Đẹp không? Con sẽ tô luôn nè. Ok, con số tô cái đấy đi nha. Các bạn ơi, nhìn này. Quỳnh Nhi ơi. Đố Quỳnh Nhi viết đây là cái gì? Con viết. Cái gì? Cái đấy để như này, cho đó để cắn như này, cho đó như này. À, cái này á là cái để kẹp vào bàn nè. Xong rồi để ở đây, để chúng ta viết. Đỡ nhìn gần đấy các bạn. Đấy, nhà Quỳnh Nhi chưa có cái này đâu. Cho anh có nhìn xa mà. Đây, đấy, xong kéo lên là được ấn vào đấy. Rút lên. Ê, xong được ta.
Này, xin cô cái này để mang về đi. Không biết ơi, đây con với cô như này mà. Sao? Như thế đỡ đỡ xem gần là bị cận đó. Nhìn này các bạn ơi, bức tranh của mình sắp hoàn thành rồi. Đó. Mẹ có rất là sao? Đẹp luôn, còn mấy chữ ở bên trên nữa là xong. Mẹ ơi. Ở bên này cũng đã ok rồi đây nè. Mẹ ơi. Dạ. Mẹ có cho con xem đâu mà mẹ bảo là cho đỡ xem gần. Đỡ viết gần, đỡ xem sách vở gần. Chứ ai mà xem tivi gần đâu, xem điện thoại gần đâu. Lúc nào cũng chỉ xem thôi. Đây, bố Hùng của chúng ta đang miệt mài tô những cái cửa sổ. Tô màu đen là dễ nhất đó nha. Đấy, màu đen này vừa dễ mà lại nó đậm màu đẹp hơn. Đấy. Chùm bóng bay của chúng ta cũng đã sắp hoàn thành. Sắp xong rồi đấy. À, có một chùm xong rồi đây nè. Đấy. Ừ. Quá là đẹp luôn đấy. Wow. Chả đẹp chứ không đẹp à? Ừ. Em Nhi đang làm gì? Em nghịch. Đang nghịch màu cái kia. Ừ. Đây, bãi chiến trường. Đẹp quá. Wow. Các bạn ơi, vậy là công cuộc trang trí lớp đã xong rồi. Đây là bức tranh lúc nãy này các bạn ơi. Cuối cùng thì cũng đã tô màu hoàn thiện rồi. Mẹ ơi, thấy có đẹp không? Con chỉ thấy cái mấy cái trống trống với cả cái vạch vẽ vạch kẻ là đẹp hơn. Thế á, thế nãy giờ em Quỳnh Nhi tô được những cái gì thì em Quỳnh Nhi kể cho các anh chị xem nghe xem nào. Em tô cái này. Em tô cái màu xanh này. Sau đó tô cái này. Tô cái màu đỏ. Tô balloon này. Tô balloon màu đỏ. Xong là gì nữa? Xong rồi em Quỳnh Nhi chỉ việc ăn thôi, đúng không? Ăn thì nhiều mà làm thì ít. Đấy, các bạn ơi, nhìn thấy đẹp không? Bên này thì chúng ta sẽ, đây là góc sinh nhật này. Bạn nào sinh nhật tháng 1 thì sẽ để cho ảnh lên đây. Đó. Thế em Quỳnh Nhi sinh nhật tháng mấy? Con sinh nhật tháng 9. Tháng mấy? Tháng 9. Tháng 9 nè, Quỳnh Nhi ở đây, còn mẹ sẽ ở đây. Ông bố ở đâu? Bố á? Bố tháng 6. Bố tháng 6 ở đây. À, bố xa nhờ. À, cuối cùng thì cũng xong các bạn ơi. Ở bên này còn một góc nữa này. Bên này là cái góc sẽ để những cái bức tranh mà gọi là gì nhờ? Đồ của các bạn tự làm đấy. Nhưng mà thật ra cái này là mình làm. Đó, em không? Đúng rồi, đẹp lắm. Đẹp xuất sắc ông mặt đẹp trời. Đẹp xuất sắc luôn. Mình nghĩ là phòng học của cô Trang là nổi bật trường, nổi bật nhất trường đúng không? Đúng rồi. Ok, vậy là cũng xong rồi. À, bên kia một góc thư viện nữa Quỳnh Nhi kìa. Đúng rồi. Đó. Còn mấy cái mình làm kìa. Đây là góc thư viện sẽ để những cái gì đây? Sách vở, truyện, sổ tuyên truyền giao thông. Không biết là lớp em Quỳnh Nhi có như này không? Lớp Quỳnh Nhi có trang trí đẹp như này không? Chưa. Chưa trang trí à? Dạ. Ok, hôm nào trang trí thì Quỳnh Nhi bảo mẹ đến mẹ trang trí cho nha. Vâng, good job. Good job luôn. Anh chờ em đang đi Bixi này. Ok các bạn ơi, chúng mình đã trang trí lớp xong rồi. Và bây giờ thì cả nhà hàng nhau đang làm Bixi. Quỳnh Nhi đi siêu thị một chút. Cô Sáng, Văn thì đi về rồi. Bây giờ Quỳnh Nhi đi chơi một chí. Mẹ ơi. Đấy mà đúng không? Chúng mẹ mình ơi. Phải đi chơi chứ. Mẹ ơi, dạ. Con bảo này. Lúc ba con nghe chú Văn bảo cô Trang vâng. Chú Văn bảo cô Trang với chú Văn bảo là bao giờ gì bao giờ sang nhà nghỉ để 5 giờ để tổ chức sinh nhật thế á chiều sinh nhật em nhím các anh chị ạ. Cô Vinh Nhi đói bụng chưa? Rồi đói ọc ọc luôn rồi. Đói ọc ọc luôn rồi hả? Dạ. Ok, để xem có gì chỗ nào quán nào ăn rảnh ấy. Tại vì ngày lễ này đông lắm luôn. Mấy quán ở dưới kia thì chật cứng hết rồi. Ở đây nhiều gấu bông ra. Chỗ này là cũng bán mì lông lét này. Mì lông lét đó. Bạn cún này. Cún đang kêu nè. Nhìn ra chi là quán mẹ ơi. Quán nào cũng đông quá các bạn ơi. Còn phải đứng xếp hàng kìa. Xếp hàng kìa Quỳnh Nhi kìa. Em bật cái chị ăn cơm. Ok các bạn ơi, sau một hồi đứng xếp hàng thì nhà mình cũng đã có đồ ăn rồi đây này. Một bàn đồ ăn. Một bàn đồ ăn, đây là gà này. Và em Quỳnh Nhi cũng đã ăn hết một
xuất mì Ý rồi đây này, tại vì đói quá hả con? Vâng ạ. Ừ, ngày hôm nay em Quỳnh Nhi cũng giúp bố mẹ về giúp cô chú là tô màu mà đúng không? Vâng ạ. Em rất là đói luôn. Không. Rất là đói, đói kinh khủng luôn. Đói kinh khủng luôn mà đến nỗi là ọc bụng luôn à. Nhưng mà chưa ọc ọc ọc. Lúc nãy con bảo ọc ọc rồi. Đây, có con suất cơm ọc của bố ọc Hùng nè. Có một suất cơm của bố Hùng và đây là thịt gà của mẹ. Mẹ không ăn cơm đâu. Quỳnh Nhi thì ăn đấy, ăn bị Ý là no bụng chưa? Con giờ con ăn một ít. Ít cơm rồi. Ít cơm rồi. Ừ, rất là ngon tại vì hôm nay quá là đông luôn các bạn ơi. Chắc là ngày lễ ai cũng tranh thủ đi chơi mà nhờ. Ngày lễ đúng rồi. Ừ. Ok các bạn ơi, để gia đình mình ăn đã nha. Xong mẹ rồi ơi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nào. Bye bye.